trước với ca khúc Chiếc Lá Mùa Đông. Trận đấu của hai đấu sĩ Ngọc Thịnh và Quyên Quyên vẫn chưa có hồi kết. Tất cả sẽ được công bố sau ít phút nữa. Đêm nay, các đấu sĩ còn lại sẽ ra sân cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy hấp dẫn. Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu, cũng giống như lần đầu, chẳng còn gì nữa. Người ra tắt, không cần sẽ tốt hơn, buồn lại ghé nhà thăm một người cô đơn. Với những lợi thế của mình từ tuần trước, liệu thủ lĩnh Hữu Đăng sẽ đấu tiếp với thủ lĩnh Nguyễn Đình Vũ và thủ lĩnh Thu Thủy sẽ ngư ông đắc lợi, hay sẽ có những thay đổi bất ngờ nào với những toàn tính về chiến thuật? Không phải là mình tự cao mà mình tự tin, nghĩ sao rất hâm được, sao mà được. Ok em bé, bé Đăng nha. Đừng có nhìn qua đây nữa, tôi còn có một người hay đấu bên kia đi. Thủ lĩnh nào sẽ đưa đội của mình giành chiến thắng? Tất cả sẽ được sáng tỏ ở cuối chương trình. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với kết quả của hai đấu sĩ Ngọc Thịnh và Quyên Quyên. Lê Du Lâm, Khá Như, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Dạ thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Đài Truyền Hình Vĩnh Long và phát lại ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Vâng, và tuần trước chúng tôi nợ quý vị một kết quả của trận đấu. Với sự mất bình tĩnh của gọi là thủ lĩnh Thu Thủy, cho em hỏi là ngày hôm nay chị Thủy đã bình tĩnh hơn chưa? Rồi, chị bình tĩnh rồi. Dạ em mong chị đừng làm ảnh hưởng đến ekip và ảnh hưởng đến đoàn quay nữa nha chị ơi. Lâu. Một tuần trôi qua thì chị Thủy quá mất bình tĩnh. Thì không biết là giờ em còn bình tĩnh hay không? Em vẫn rất run ạ. Tại vì lần đầu tiên em được tham gia chương trình này và lần đầu tiên em được đứng trên đây. Và cảm giác của em bây giờ nó giống như tên đội của em vậy đó. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Vâng, cảm ơn trời ơi trời. Vâng, không biết là thủ lĩnh Hữu Đăng, bạn cảm thấy như thế nào? Cảm giác em đứng đây một tuần thì thứ nhất là mỏi chân. Và cái thứ hai thì em bắt đầu chấp nhận dần cái sự thật này. Vâng. Và em có chấp nhận đi. Cái gì tới nó tới thôi. Đúng rồi, học cách nhưng mà đừng bỏ. Té là được. À đừng té, hy vọng thôi. Đúng cái tên của tội mình luôn, thích lên nhất luôn đó. Trời ơi trời. Xin mời hai đấu sĩ vào vị trí. Chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay để chéo ngực. Hít sâu thở đều. Vâng, và chúng ta xem ai sẽ là người tiếp tục trận đấu ở tuần này. Quyên Quyên, Ngọc Thịnh, Ngọc Thịnh hay là Ngọc Thịnh? Vâng. Và bây giờ sẽ có kết quả. 3 2 1 3 Xin chúc mừng ông Thịnh ạ. Yeah. Em ơi có nghe chân tin chị. Thưa quý vị, thủ lĩnh Hữu Đăng đã rớt xuống hầm rồi. Một trào tay thật lớn cho nồng nhiệt ạ. Tôi thấy Hữu Đăng xứng đáng ạ. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Thu Thủy. Hay quá chị ơi. Trời ơi, tài năng xuất chúng chị. Chọn đấu sĩ đội còn lại thì chị chọn ai? Mời chị chọn. Không, đừng có nhìn qua đây nữa, tôi còn có một người hay đấu bên kia đi. Nói nghe nè, hai người nhìn gọn lắm. Ủa vậy hả? Không có che nhau được hả? Che vẫn lòi nha em, vẫn lòi màu hồng nha. Thôi, Vũ còn có người thôi, bên đây còn hai người. Đúng. Đúng không? Trời ơi, xung phong, phong kìa, xung phong kìa chị. Đúng vậy, chị tính chọn em luôn đó, tại vì sao em cao nhất. Bên đó em cao nhất, em đứng giữa nhất, mà em đẹp trai nhất. Đó, nhưng mà hát có hay hay không thì chị chưa biết. Trời ơi, ê, chị Thủy, ơ kìa. Hát lẹ vô ăn cơm. Chị ơi, chị chọn em. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Mai Vũ Luân ạ. Mai Vũ Luân. Cái tên đẹp. Và không biết là thủ lĩnh Hữu Đăng sẽ chọn bài hát gì cho Vũ Luân đây? Dạ, vào cái một cái thời tiết như thế này thì em tin chắc ai cũng sẽ có một cái sở thích giống em, là khao khát cần một cơn mưa. Và sau đây, team của Hữu Đăng và Thu Thủy xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc được mang tên Mưa Hồng. Wow, dạ, nghệ sĩ mà quái mưa ha, tuyệt vời. Rồi nằm ở nhà chèo queo rồi lúc đó than tại sao tôi ấy. Xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta. Dạ, xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu. Và chúng ta hãy cùng chào đón hai đấu sĩ sẵn sàng với ca khúc Mưa Hồng. Three, two, one.
mây âm thầm mang gió lẻ. Người ngồi đó trong mùa hè, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia là như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hôn muôn. Gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về đâu vai ướt áo, đường phương bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng nào con chân mòn trên phim du. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng mưa. Gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay mù không lối vào, hàng cây đã xanh gần với nhau. Xin cảm ơn hai đấu sĩ rất nhiều ạ. Và cảm ơn hai thủ lĩnh vì đã ra minh họa cho tiết mục này thêm đặc sắc ạ. Và xin mời phần nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc. Anh xin chúc mừng phần trình diễn của hai em. Anh Luân chọn cho em Luân xanh. Lúc đầu anh chọn đỏ, nhưng mà về cái sau, tại 50% tiêu chí trong đó có biểu diễn, phong cách, đúng không em? Em biết cách tương tác mọi người. Cái giọng hát của em lúc đầu thì anh thấy nghe nó cũng chưa có đặc sắc lắm, chưa thấm lắm. Nhưng về sau, anh nghe được nó có lực hơn, nó tốt hơn. Và cách em tương tác rồi em khuấy động sân khấu cả hai em luôn. Nên anh đã chọn em là màu xanh. Nhưng bạn đỏ hát cũng rất là tốt. Nhưng mà anh nghiêng xíu về bạn xanh. Dạ cảm ơn sĩ giám nhạc. Dạ cho xin một lời nhận xét nè. Ở tiết mục này thì em lại khác anh Luân một chút. Em nghiêng về bạn màu đỏ hơn. Mặc dù là đúng là bài trước em hát chưa thực sự nhập tâm và tự tin lắm. Nhưng mà bài này với một cái bản hòa âm phối khí lại, nó hơi swing feel và anh thấy em hát nó có sự phóng khoáng. Và nó có phần nó hợp với cả bản phối này hơn. Không có nghĩa là em xanh hát không tốt. Giọng xanh cũng rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Và đặc biệt là phần vũ đạo của em rất hay. Nhưng mà có vẻ như bản phối này nó chưa phù hợp với em lắm. Anh chúc hai em thành công hơn. Dạ cảm ơn sĩ giám nhạc. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hầm. Thưa quý vị, hai đấu sĩ Vũ Luân và Ngọc Thịnh đã có mặt ở nắp hầm. Và chúng ta đã có một cái tiết mục rất là dễ thương, vui mắt trên sân khấu. Để xem ai sẽ là người ở lại tiếp tục, ai sẽ là người ra về. Ai đây? Một Ngọc Thịnh. Nãy giờ hát cũng 3-4 bài bằng một live show của người ta rồi. Anh nghĩ nếu có sập hầm thì cũng không có gì luyến tiếc, đúng không em? Từ nãy giờ thì em trình diễn được hai ca khúc. Tham vọng của con người thì vẫn muốn tiến xa hơn ạ. Cho nên là em vẫn muốn là ở lại và sẽ chiến đấu tới cùng cho Trời ơi Trời ạ. Hay quá, vào vị trí đi em ơi. Trời trời, ráng ở lại nghe Trời trời. Còn em là thích là nhích hả?
thích là Nhích đã cố gắng rất nhiều. Và cũng giống như là chú Bảy ở vườn chuối đang cố gắng. Sao chú Bảy có gì? Dạ em biết cái lời nói này là cái lời nói cuối của team em. Dạ em không biết là kết quả như thế nào, nhưng mà hồi nãy cái phần mà em lên đó em hỗ trợ hai bạn thi đó, em nhảy nhiều hơn chị Thủy à. Nhờ cái đó mà ta mới rớt đó em. Đúng rồi. Bài hát đang sang mà em đem gội đầu giữa của cái sông như vậy. Dạ trời mưa đó anh, em khao khát một cơn mưa để em gội đầu thôi đó. Hữu Đàn, phần biểu diễn của em không cần thiết, do đó em bị trừ điểm. Và bây giờ sẽ là kết quả. 3, 2, 1. Người ở lại với chúng ta là... Xin chúc mừng Ngọc Thành. Dạ vâng, một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Thu Thủy. Hay quá chị ơi. Dân số nhà chị là còn đông nhất đó chị Thủy. Đúng rồi chị Thủy. Bây giờ mình chọn ai, đối thủ nào để mình tiếp tục nè. Thôi chị ơi, chị bên bệnh. Em đừng có lăng quăng, đừng có nhoi nhoi. Bình thường thôi. Cứ này đứng ngay cây dừa mà hai đứa nó nhoi tới nhoi lui. Nè nhìn chú Bảy nè. Chú nè. Bảy vườn chuối nè. Thấy không? Đàng hoàng, đỉnh đạt. Biết sao mà đứng im không? Cứng người á. À đơ luôn hả? Sợ. Không dám động đậy, sợ người ta biết. Thì đó. Vậy thì chị chọn. Tại giờ còn ai ở đâu chọn em? Chẳng lẽ chọn chú Bảy? Trời ơi là trời. Chọn đệ của chú Bảy kìa. Thì đó, còn có người đó, còn ai đâu chọn. Vậy chị quyết định sẽ chọn bạn áo đen đó đó. Tên gì em ơi? Dạ em tên Minh Trung ạ. Minh Trung. Minh Trung. Vâng, Minh Trung đến từ đội trưởng chú Bảy vườn chuối. Thôi bây giờ cho anh nói trước cái lời này nè. Rồi bây giờ nè, cái vốn liếng cái bài hát của em á, là giờ em có bài nào ok nhất không? Tự tin nhất nè. Chắc em sẽ chọn bài Lợi Thế Của Em, Muốn Nói Với Em. Em muốn nói với em. Được đó, nói đi em, nói đi em. Xin mời Minh Trung ạ. Ngọc Thịnh và Minh Trung, ca khúc Muốn Nói Với Em xin được phép bắt đầu. Đêm buồn xuống mình tôi ngồi uống cạn ly rượu cay để tâm hồn nơi bất đi những ưu phiền. Tự hỏi ngày mai bình minh sẽ lên còn làm tôi hết cô đơn. Từng giây từng phút trôi qua tôi cứ nhớ một người giờ không còn nhớ tôi. Lòng tư vấn hạnh phúc giản đơn phải chăng là điều chỉ quá xa vời. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Rơi vào khoảnh không vô vọng, gối đầu lên tay trong men hơi say, anh mơ tình ta còn mãi đông đầy. Nếu biết trước hôm nay chia xa, anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau để bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình dâng lại quanh hiu mỗi đêm về. Xưa mình tôi ngồi uống cạn ly rượu cay để tâm hồn vơi bớt đi những ưu phiền. Những ưu phiền. Tự hỏi ngày mai bình minh sẽ lên còn làm tôi hết cô đơn. Từng giây từng phút trôi qua tôi cứ nhớ một người giờ không còn nhớ tôi. Lòng tư vấn hạnh phúc giản đơn phải chăng là điều gì quá xa vời. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Rơi vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay chung hơi men say, mơ tình ta còn mãi đong đầy. Nếu biết trước hôm nay sẽ xa, anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau nơi bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình giấc lại quậy hiu mỗi đêm về. Bao yêu thương ân thế đôi ta mới sao hôm nào, giờ hóa thành những đắng cay, nỗi đau thét gào. Muốn được nói với em,
rằng nếu mình có kiếp sau, hãy hứa cùng anh viết tiếp nhân duyên kiếp này. Nếu nước mắt rơi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta. Rơi vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay trong men hơi say, anh mơ tình ta còn mãi đông đầy. Nếu biết trước hôm nay chia xa, anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đánh nhau. Đôi vai yêu thương này chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình dơ lại quay hiu mỗi đêm về. Cảm ơn hai đấu sĩ rất là nhiều ạ. Dạ. Oh my god, chết tươi. Trời ơi, Trúc ơi, xin lét vậy? Xin xanh quá vậy? Dạ, em xin mời phần nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc ạ. Mình chào Trung và Thịnh. Trung, em làm chủ được sân khấu, em làm chủ được cái quãng giọng của em. Và em làm chủ được cả cái bài hát này luôn. Còn ở Thịnh, anh cảm nhận được trong cái giọng hát của em có một cái bản năng nó rất là hay. Nó hát rất là hay, nghe nó rất là dễ chịu. Cái người nghe và cả cái người xem luôn. Anh nghĩ nếu như mà em được qua một cái khóa đào tạo nào đó thì em sẽ làm nên chuyện trong cái tương lai. Biết đâu được, nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề được. Em nha, cảm ơn em. Dạ rồi, và ngay bây giờ xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hầm. Xin mời ạ. Quý vị thân mến, và trên nắp hầm chúng tôi đang có hai thí sinh hát rất là hay. Và bây giờ sẽ là kết quả. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng điểm chung Lâm và chị Cá Như nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Xin chúc mừng thủ lĩnh Hữu Đa. Xin chúc mừng đấu sĩ Minh Trung. Và bây giờ chúng ta thấy được cái sự mà đơn điệu, lẻ loi, cô đơn. Không, ngạo nghễ chứ ta mới đâu, đúng mà. Để coi được bao lâu. Mình tự tin là chỗ thành viên mình thi như vậy mà nghĩ sao rớt hầm được. Sao mà được. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình chọn đối thủ của mình để cho đấu sĩ mình đấu nè. À dạ thì em xin chọn cho nó đều. Bên này một rồi, bên này còn hai thì mình thi bên này. Dạ em xin chọn bạn B2 ạ. B2 Win. Minh Trung và B2 Win. Và ca khúc chị Thủy chọn là gì ạ? Vào một nam một nữ thì giờ có phải một cái bài gọi là tình tứ, tình cảm. Chị chọn cho hai bạn bài Lần Cuối. Chị ơi, chị còn hai thí sinh, em còn có một đứa hả chị ơi? Em còn một người mà cuối. Chị cho em vậy? Nó hát Lần Cuối rồi lần sau ai hát chị? Kệ đi cho nó hợp cảnh em. Xin mời hai đấu sĩ. Ráng em, ráng lên. Bé trai đứng đây, bé gái đứng đó giùm cô. Dạ vâng, ca khúc Lần Cuối xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1 Nhìn quanh lần cuối, rừng thời gian ngang ngược, rừng không bao tiên vui gì, chỉ có che màn mưa. Yêu như lá, em không nói một lời nào, không khóc không cười, chỉ cuốn theo chiều gió đưa. Dễ như nuốt tật nhạy ngừng cà phê cuối. Dễ như cách anh xua bàn tay để che tia nuối. Dễ như cách em quay lại, quay lại, quay lại, chỉ để buông lời tha thứ nhân từ. Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Yeah.
dù chẳng biết sẽ đi đâu cũng giống như lần đầu. Nếu em có đói hoài cũng đừng quay lại nhìn sang tôi, em cứ đi tiếp thôi, lần cuối ấy cũng qua mất rồi, y như một giấc mơ. Thật sự luôn, lại phải lại gần coi có cái kèn hay là có cái... Đúng rồi, hay quá. Hay quá, thật sự luôn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Có những cái đoạn mình nhịn ga lên nữa. Đắng á, bạn hát chữ đắng á, mình nghe mình đắng dễ đắng, sợ nghe luôn. Đắng dùm luôn đó. Nghe khó nuốt dễ sợ luôn. Cây nắng không đau. Cảm xúc thật sự luôn. Sứ giả âm nhạc xin mời nhận xét ạ. Xin thay mặt cho bảy sứ giả âm nhạc đây thì gửi lời thì cảm ơn chân thành nhất đến hai bạn, tại vì thực sự là tiết mục này cho tất cả sứ giả âm nhạc rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh đầu tiên thì anh có một lời khen dành cho Trung. Thực sự là cái giọng hát và cái cá tính âm nhạc của em rất lạ và rất rõ ràng. Anh tin em sẽ còn phát triển rất xa trong tương lai. Cái màu giọng của em có thể hát được cả những thể loại như là Latin nữa đúng không? Đó, xét về yếu tố âm nhạc cũng như là lyric thì anh thấy bạn Nam chất giọng có phần hợp với tinh thần của bài hơn. Anh đã rất là ấn tượng với em rồi, nhưng mà khi mà B2 đúng không nhỉ? Em cất giọng lên anh cũng thấy rất là hay. Nó dường như nó mang thêm một cái làn gió mới hoàn toàn vào cái ca khúc này, và đặc biệt là nó rất hòa quyện với giọng của bạn Nam. Càng về sau hai em càng làm cho anh rất là bất ngờ. Đặc biệt nhất là cái khúc mà B2 lên nốt rất rất cao. Hy vọng là sau cuộc thi này hai em vẫn có thể song ca với nhau những bài nữa. Yeah, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn sứ giả âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hầm. Xin mời. Quý vị thân mến, và chúng ta đã thấy được hai đấu sĩ đã lên hầm. Cô gái trông rất là mỏng manh, em có điều gì muốn nói không? Dạ, em thì hơi là sợ độ cao. Thủ lĩnh của em là ai? Thủ lĩnh em nữ không mà, không thể nào mà... Cũng không được. Dạ, kế bên em thì... Vậy thì là đàn ông anh sẽ lo lắng cho em. Là em sợ độ cao hả em? Dạ em sợ lọt nữa. Tại sao nút cao em không sợ mà em sợ độ cao? Thật sự luôn, và em rất là phù hợp với cái vị trí đó. Nhìn em đẹp và lộng lẫy làm sao khi thấy chỗ. Dạ. Mọi người vừa thấy một tiết mục song ca rất là ngọt ngào và thật là hay. Ai cũng xứng đáng được ở lại. Và nếu như ra về thì ai cũng buồn hết. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta đã có một cái tiết mục tặng cho quý vị khán giả trọn vẹn. Và chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người ở lại ạ. 3, 2, 1. Oh my god, xin chúc mừng Minh Trung. Em yêu. Quý vị thân mến, vậy là thủ lĩnh Hữu Đằng một lần nữa đã giành chiến thắng. Và bây giờ bạn chọn đối thủ của bạn đi ạ. Dạ, em xin được tiếp tục với đội chị Thanh Thủy ạ. Thu em ơi, Thu. Chị Thủy ơi, nghe bé Đằng nói nè. Mẹ Thu Thủy nhá. Dạ, chị Thu Thủy ơi. Ok, em bé Đằng nhá. Dạ, bây giờ em xin được phép là thí sinh em sẽ tiếp tục với đội của chị. Dạ, dạ. Chị Thủy hãy chọn bài hát cho đấu sĩ của mình đi ạ. Thủy sẽ chọn bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát cho hai bạn hát. Wow. Dạ, xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Ổn không em, ổn không? Có biết hai đấu sĩ ngày hôm nay có lời thách đấu gì cho nhau mà. Chúc anh thi tốt nhé. Chúc anh thi tốt nhé. Bên kia. Anh mong là anh với em sẽ làm ca khúc này thật là hay. Tuyệt vời. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Vết Chân Tròn Trên Cát xin được phép bắt đầu. Đầu.
vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dây gác em thơ bài hát quê. Chân son vui quanh dấu chân tròn. Để lại một bài ca trên cát trắng bao la, lại một bài ca trên cát trắng. Bạn hát mà tôi rén tôi không dám ra luôn. Ôi trời. Con ơi, con thật sự luôn, nhìn cái hành trình trưởng thành của con tự hào về con dễ sợ luôn á. Ủa là như là thấy từng bước tụi bé hả? Hồi xưa là có một cái chương trình cũng âm nhạc ở trên đài truyền hình Vĩnh Long, và quý vị khán giả nếu như mà theo dõi là biết cô bé này. Con nhắc lại tên cho mọi người cùng biết đi. Dạ, con tên là Cathy. Lúc đó là con chung đội với cô Như. Với chú Thanh Duy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, cô bé hát rất hay, thể loại dòng nhạc quê hương hát rất là hay luôn. Và hôm nay nhìn thấy cái sự trưởng thành của con á, cô bị xúc động á. Cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Và xin mời phần nhận xét đến từ sứ giả âm nhạc ạ. Cái bài hát này chị thấy rằng là bạn Cathy, em còn rất là trẻ. Nhưng mà em đã tải được cái bài hát này, mặc dù cái giọng hát của em vẫn, cái giả thanh của em nó vẫn còn bị yếu và hơi bị mờ một chút. Nhưng với cái cách hát của em hiện tại thì chắc chắn em sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường âm nhạc. Đối với bạn Nam thì chị cũng có một chút ý kiến với em rằng là em đã mang đến cái bài hát này một cái màu sắc rất là mới. Vì cái cách hát của em là phù hợp với nhạc nhẹ hơn, và khi em hát cái bài hát này thì em có một cái sự trẻ trung hơn và mới mẻ hơn. Thì chị chúc mừng hai em. Cảm ơn chị. Cảm ơn sự giám nhạc. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hầm. Ừ, dẫn đi con, dẫn chương trình đi. Ừ. Một tràng pháo tay cho Diệu Long. Quá trời. Quý vị thân mến, và chúng ta lại thấy một cái sự gọi là thế chỗ đến từ vị trí của Lê Dương Bảo Lâm. Không biết ai sẽ là người ở lại để tiếp tục giành vị trí quán quân ngày hôm nay. Minh Trung hay Cathy? Lê Dương Bảo Lâm, em đã sẵn sàng chưa? Em nói một lời mời em. Con gái à?
Sau này nếu như con mà nổi tiếng dần dần, con hãy nhớ ngày hôm nay, con sẽ hát cho chú khoảng 10 năm để trả ơn chú nha con. Dạ được. Tuyệt vời. Và bây giờ xem ai sẽ là người ở lại để tiếp tục. 3, 2, 1. Trời ơi, tấm lòng của Diệu Lâm. Xin chúc mừng Kathy. Đi xuống đi em, từ từ, bình tĩnh. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy đến thăm một cái tình trạng của... Neo đơn. Neo đơn. Chú Bảy giường chuối. À, chú Bảy. À, chú sống một mình với tảng đá như là hòn vòng phu gì đó. Dạ. Chú ơi, bé Minh Trung có gửi lại cho chú... cái kiến, để chú soi lại. Để chú soi lại bản thân mình. Trời, chú Bảy đi rồi. Tiếc, tiếc nuôi. Thật sự luôn, chúng tôi vừa tái hiện tiểu phẩm. Thôi, xe em tới rồi, em đi đây. Em đi đâu? Em đi về. Xe tới đón nhóm em về rồi. Sao mà về được, em ở đây phải chứng kiến cái sự gọi là chiến thắng của người khác chứ. Đúng rồi, em chứng kiến cái sự thành công của người khác chứ, dễ gì mà đi về được. Ngồi đây và gặm nhấm em nhé. Dạ, xin chúc mừng thủ lĩnh Thu Thủy. Vậy thì chị Thu Thủy ơi, bây giờ chị chọn... Ủa, đâu có chọn gì nữa. Rõ ràng. Rõ ràng. Đấu sĩ của chị Thu Thủy sẽ đấu với đấu sĩ của ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ ạ. Chọn bài hát đi Nguyễn Đình Vũ. Ủa sao nãy núp dữ lắm mà sao giờ? Chị bây giờ không còn gì đi núp nữa. Bây giờ còn cái cục nào mà để che nữa đâu. Đúng rồi. Và các khúc mà Nguyễn Đình Vũ muốn các bạn thi đấu tối hôm nay sẽ là một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Người rất tốt, không gặp sẽ tốt hơn. Wow. Sao chị thẳng mặt chị vậy Vũ? Không có, em chỉ vô chú Bảy chị ơi, oan em chị. Xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta ra sàn đấu ạ. Cố lên con, nay qua tới con rồi đó. Và ngay bây giờ, ca khúc Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn xin được phép bắt đầu. Chẳng ngờ, mong cho anh sẽ
rồi. Mong cho anh sẽ lớn khôn thêm chắc một ngày sống em đẹp. Chẳng còn xin lỗi. Người rất tốt, không còn sẽ tốt hơn. Buồn lại ghé em nhà thăm một người cô đơn. Người đôi khác, hai rồi cũng lớn khôn. Chỉ mỗi em khờ dại buồn vì cô đơn. Câu chuyện buồn cho ngay. Cảm ơn hai đấu sĩ rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ các sứ giả âm nhạc. Xin mời ạ. Chào hai bé. Chúc mừng hai bé đã hoàn thành rất tốt cái phần thi này của mình. Đối với cái nhận xét của chị thì chị đang khích lệ bé Cát Thi một chút xíu, bởi vì là bé còn rất là nhỏ nhưng mà bé đã biết cách để mà tải cái bài hát này một cách trong cái chừng mực, trong khoảng tuổi của mình. Còn đối với Trâm thì Trâm chắc là Trâm sẽ có cái trải nghiệm về bài hát cũng như cái cuộc sống của mình nhiều hơn là so với Cát Thi, nên là em hát rất là đời và nó rất là giống như là em đang hát về chính cái con người của em, nên là em sẽ nổi trội hơn Cát Thi một chút xíu về cái phần đó thôi. Còn lại thì phần thi của hai bạn đang rất là đều nhau, cho dù nó là cuộc đấu thì các bạn luôn hỗ trợ lẫn nhau, đó là cái điều rất là tốt. Nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn khi mà các bạn bước ra cái con đường ca hát chuyên nghiệp của mình sau này. Dạ vâng ạ, cảm ơn sứ giả âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đấu sĩ chúng ta cùng lên hầm. Xin mời. Quý vị thân mến, tiết mục trọn vẹn vừa rồi. Ủa Lâm ơi. Dạ. Sao em vậy? Thì đó, bây giờ lỡ thương là thương cho trót, lỡ gọt thì gọt cho xuông chứ chị. Dễ thương quá. Khoan bé Kha Thi, em có ý gì không? Thấy chú Lâm nãy giờ đứng trên đây thấy tội nghiệp quá. Thôi để con tự lịch với ông xin. Dạ. Con ổn không? Dạ, không ổn mà cũng sẽ ổn. Đúng, tại vì cái này phải trải nghiệm thử một lần. Không, chị. Kha Thi, con trải nghiệm đi. Nó thú vị lắm, ngon, vượt qua chính mình nào. Mời Kha Thi. Không sao đâu con. Trải nghiệm thoải mái lên. Trải nghiệm mà chưa chắc gì là con. Tại sao con lại sợ? Tốt lên con. Ai sẽ là người quán quân của đấu trường âm nhạc ngày hôm nay? Và bây giờ sẽ kết quả 3 2 1. Quán quân của chúng ta là xin chúc mừng Thái Bảo Trang. Chúc mừng. Quá im nhẹ đúng không con? Không sao cả. Và chúng ta tìm được quán quân ngày hôm nay đã thuộc về đội của thủ lĩnh Nguyễn Đình Vũ. Vâng, và chúng ta đã tìm thấy một giọng ca rất là hay đến từ Thái Bảo Trâm ngày hôm nay. Các bạn thật sự đã rất là tuyệt vời. Người may mắn đó là người chiến thắng ngày hôm nay với số tiền là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng team ạ. Dạ, không biết là cảm xúc của các vị thủ lĩnh như thế nào, xin mời chị Thu Thủy ạ. Là ngày hôm nay được gặp gỡ tất cả các bạn ca sĩ nè, nghệ sĩ và diễn viên đều là những bạn rất là trẻ và rất là cố gắng. Trong cái lúc mà mình thi thì ra rất là nhiều thử thách, mà hát liên tục mấy bài mấy bạn cũng sẽ cố gắng hết mình, như ca sĩ ta nói là hát đến hơi thở cuối cùng đó. Cho nên là ngày hôm nay xứng đáng đội của Nguyễn Đình Vũ. Chúc mừng em và chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi, thật sự là rất ý nghĩa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn ca sĩ Thu Thủy ạ. Dạ, thì em là diễn viên, em không biết gì về ca hát hết. Nhưng mà em ở vị trí này ngày hôm nay em cảm nhận được á, là các bạn sao giống mình hồi đó ghê. Cũng bắt đầu từ một cuộc thi nào đó để được sự yêu thương, chú ý của quý vị khán giả. Và mình cảm thấy các bạn nỗ lực hết mình, ai cũng cố gắng hết mình trơn. Nên là Đằng cũng hy vọng là các bạn sẽ được khán giả yêu thương, chú ý nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Hữu Đằng. Tuy là Hữu Đằng ngày hôm nay chuyên môn về âm nhạc không nhiều, nhưng tiếng cười đầy ắp. Đúng vậy, rất là tuyệt vời luôn. Em mang yếu tố giải trí rất cao chương trình. Cảm ơn Dường Bảy Dường Chuối. Nguyễn Đình Vũ, ánh mắt rưng rưng của em báo hiệu điều gì? Cái màn combat cuối giữa hai cái bạn nữ lên, em ngồi dưới em nổi da cục. Em nổi cục cục như vậy nè. Đúng. Thì kính thưa quý vị, thông qua chương trình đấu trường âm nhạc của bên công ty mình thì đây là một trong những cái sân chơi cho tất cả các bạn trẻ có khả năng ca hát đến đây đăng ký và dự thi và trình diễn cái phần tài năng của mình. Thì
Nguyễn Đi Vũ hy vọng rằng là chương trình của chúng ta sẽ có thật là nhiều mùa, thật là nhiều tập để các bạn trẻ có dịp được tỏa sáng, được có dịp thực hiện cái ước mơ của mình. Xin cảm ơn chương trình đã cho chúng em có cơ hội được có giải thưởng và chiến thắng ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em. Cái thái độ của em đang muốn làm MC đúng không? Không ạ. Sao có thủ lĩnh mà nói chuyện gọi là mà nhìn máy quay vậy, đang giao lưu đây từ cái nhìn máy quay. Em muốn làm MC à? Không phải anh ơi, tại vì em cứ liếc bên em bị cái số 15 triệu làm phiền. Em bị con mắt em nó nhìn ở đây nó có bị mất tập trung cho nên em phải néo qua bên kia. Đừng giải thích nữa, tôi thấy được tham vọng của em. Không sao cả, điều đó chính đáng mà, tại vì đây là một sân chơi dành cho giới trẻ và tất cả các bạn trẻ, ca sĩ trẻ ai cũng sẽ có một cái gọi là cái khả năng tốt để mà cơ hội để mà chúng ta đến với đấu trường âm nhạc. Quý vị thân mến, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Chào thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và bây giờ thời gian cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Một cuộc lội ngược dòng thành công. Xin chúc mừng thủ lĩnh Nguyễn Đình Vũ và các đấu sĩ của mình đã giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng 15 triệu đồng. Và cũng xin cảm ơn các thủ lĩnh Thu Thủy, Hữu Đăng và đấu sĩ còn lại đã đến tham gia chương trình và mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy ấn tượng. Tuần sau, những đấu sĩ xuất sắc nhất của các vòng đấu sẽ hội tụ và cùng tranh tài, hứa hẹn sẽ là những trận đấu vô cùng hấp dẫn, cống hiến cho khán giả. Cùng với đó, chúng ta chào đón hai thủ lĩnh đầy tài năng, đó là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và ca sĩ Lê Minh. Chúng ta cùng đón xem chương trình Đấu trường âm nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.